Vâng, chào các bạn. Hôm nay buổi trưa rất là tuyệt vời. Từ Tết hôm nay mình bận rộn quá nên mình không livestream nhiều. Tối hôm nay thì cũng đã bận lớp rồi. Nó là hôm nay, sáng hôm nay tranh thủ trưa hôm nay, lúc 11 giờ trưa nay tranh thủ để chia sẻ livestream đến các bạn. Dĩ nhiên buổi trưa thì sẽ không được nhiều người xem các bạn cũng đang mất tập trung vào công việc. Tuy nhiên cũng dành thời gian livestream để cho các bạn chia sẻ cho các bạn một chút xíu. Còn nếu không thì tối hôm nay mình cũng bận lớp, ngày mai cũng bận lớp, cuối tuần thì cũng bận rộn, nên là chừng cuối cùng là bây giờ thì mới livestream được. Và chào các bạn. Biết chắc rằng là các bạn cũng có xem livestream này thì các bạn cũng không có rất khó để theo dõi được từ A tới Z. Chào bạn Tony Hoàng Nhân. Chào bạn buổi trưa, chào bạn Bảo, chào bạn Ninh, chào bạn Dương Anh Khoa, rất là tuyệt vời. Chào bạn Nguyễn Tấn Tâm. Buổi trưa thì chúng ta sẽ không xem được nhiều, đúng ra là buổi tối. Mà tối nay mình bận, tối mai mình cũng bận, đâm ra không có live stream được, nên hôm nay tranh thủ live stream buổi trưa này. Và các bạn nào lên xem live stream này thì chúng ta chào nhau đi. Thứ nhất là chúng ta làm quen, chúng ta giới thiệu. Cái thứ hai nữa, chào bạn Đông Lê, chào bạn Nguyễn Hữu Khởi, vâng, rất là tuyệt vời. Và thứ hai nữa là các bạn chia sẻ cái live stream này về. Cái live stream này nó rất là quan trọng bởi vì nó liên quan đến rất là nhiều người. Nó liên quan tới người trẻ, nó liên quan đến người già, nó liên quan tới người đang làm công nhân, nó liên quan tới cái anh trưởng phòng, nó liên quan tới anh giám đốc, nó liên quan tới người làm vợ, nó liên quan tới người làm chồng, nó liên quan tới những đứa sinh viên. Và nếu mà bạn chia sẻ cái live stream này đến những cái con người này, họ xem được, họ biết được thì họ cũng sẽ cảm ơn về bạn, để họ rõ ràng hơn trong cái tư duy. Một trong những cái điều chúng ta muốn làm được là chúng ta cần phải rõ ràng hơn trong cái tư duy. Chào bạn Thái Hằng, lâu quá chưa gặp em. Chào bạn Phạm Phượng, ok. Chào bạn Văn Minh, rất là tuyệt vời. Và cái thứ nhất là các bạn chia sẻ cái live stream này. Cái thứ hai để mình xem trên máy laptop của mình. Mình đang livestream trên cái điện thoại, mình xem trên máy laptop mình để mình xem, mình theo dõi livestream, xem thử có nhiều bạn chưa. Các bạn chia sẻ livestream này về, thứ nhất là giữ. Cái thứ hai là nếu mà các bạn có người thân á, thì các bạn chia sẻ cái livestream này về thì người thân của mình họ xem, bạn bè của bạn họ xem, họ cũng cảm nhận ra được cụ thể là nó như thế nào. Cho tới giờ này thì mình chưa thấy ai chia sẻ cái livestream này hết. Các bạn bấm vào cái nút chia sẻ đi. Mình đang kiểm tra thử có ai đã chia sẻ chưa, bấm vào cái nút chia sẻ chưa đi. Những bạn nào lần đầu tiên biết đến mình, những bạn nào lần đầu tiên các bạn biết đến mình thì các bạn cũng giới thiệu, nhớ kết bạn với mình và chia sẻ cái livestream này đến cho nhiều người biết. Chào bạn Phạm Tấn Lưu, chào bạn Uyển, Bùi Quang Uyển, có lâu quá chưa gặp bạn Uyển. Chào bạn Lâm Ngọc Diệp, ok, các bạn rất là tuyệt vời. Vậy thì bình thường thì chúng ta hay khát khao và ai cũng muốn thành công, nhưng thành công cụ thể nó là cái gì? Thành công cụ thể nó là cái gì? Học trò xin chào sư phụ, bạn giáo tên, ok. Bạn có cái câu chào rất là hay. Thì tất cả chúng ta đều nhìn nhận thành ai cũng khao khát thành công. Tuy nhiên hôm nay chúng ta cần làm rõ cái từ này ra để chúng ta nắm được hơn. Chào bạn Nguyễn Hồng, chào bạn Công Đặng, chào bạn Quang Huy. Vâng, các bạn rất là tuyệt vời khi các bạn dành xem livestream này. Ai cũng khát khao cho cái chữ thành công và thành công cho cuộc đời mình. Tuy nhiên ở đây mình muốn nói với các bạn là mỗi người chúng ta thành công, chúng ta có những cái khái niệm nó rất là khác nhau. Nó có những cái khái niệm rất là khác nhau từ cái cảm nhận của từng người. Chào bạn Văn Hồ. Văn chưa, mình chưa thấy bạn nào bấm chia sẻ cái livestream nào hết hết nha. Các bạn chia sẻ cái livestream đi. Bấm vào cái nút chia sẻ, mới có một bạn à. Mới có một bạn à. Mới có duy nhất một bạn chia sẻ à. Các bạn chia sẻ vào các cái group, các bạn chia sẻ về trang cá nhân của mình. Bạn Hồ Hùng, bạn chia sẻ đi à. Bạn Phan Tấn Lưu, bạn chia sẻ đi. Bạn Nguyễn Văn Giang, vâng. Ok, bạn Sơn, bạn chia sẻ rồi. Bạn Quang Huy, bạn chia sẻ đi à. Bạn Nguyễn Văn Giang, bạn chia sẻ đi à. Vâng, chia sẻ, bấm vào cái nút chia sẻ cái livestream mình về đi à. Để mình có năng lượng, mình nói với các bạn nó nhiều hơn, tuyệt vời, vời hơn các bạn ơi. Và bây giờ mình lại nói tiếp, tức là về cái chữ thành công á, thì mỗi người chúng ta cảm nhận cái thành công nó khác nhau. Tùy mỗi người. Bạn Đinh Thánh Cam, vâng, bạn Nguyễn Linh, cảm ơn bạn rất là nhiều. Mỗi người cảm nhận chúng ta thành công chúng ta khác khác nhau.
Bởi vì cái khát khao thành công của mọi người nó cũng khác nhau. Và cái thành công này nó tác động đến cái quá trình sinh trưởng, sinh sống của chúng ta. Nó cũng được hạn chế bởi cái tư duy của chúng ta, bởi cái suy nghĩ của chúng ta, bởi cái tầm nhìn của chúng ta. Nên là cái thành công này nó nằm ở rất là nhiều góc độ khác nhau. Do môi trường chúng ta sinh sống, do cách chúng ta nghĩ, do khát khao của chúng ta. Chào bạn Hồ Hùng, em vừa đọc xong quyển Vượt Biển Lớn của thầy, hay lắm. Vâng, bạn đọc tiếp cái quyển mỗi ngày một chút thôi nữa. Đây là hai cái quyển sách mà nó rất là đặc biệt, rất là nhiều bạn đọc và họ đã cảm nhận ra được cái điều nó rất là tuyệt vời. Đây là cái quyển này là quyển Vượt Biển Lớn, quyển này là mỗi ngày một chút thôi, quyển này là Beyond the Way. Cái quyển Beyond the Way này thì bằng tiếng Anh rồi, bạn nào cần tiếng Anh thì chúng ta tương tác. Ok, vậy thì thành công nó là cái sự cảm nhận khác nhau của rất là nhiều 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 người, do cái khát khao, do cái tư duy của chúng ta, do cái suy nghĩ của chúng ta, do cái nền tảng của chúng ta mà chúng ta có những cái yếu tố thành công nó khác nhau. Thành công ở đây nó không đơn giản là cái việc chúng ta có nhiều tiền. Chút xíu nữa các bạn sẽ ghi rất là rõ ràng 10 cái thành công mà mình đã liệt kê ra. Thành công ở đây nó không nhất thiết là phải có nhiều tiền đâu. Thành công đôi khi nhiều người họ chỉ làm một cái gì đó, họ hạnh phúc, họ đã thành công rồi. Thầy ơi, cho em đăng ký học tối nay được không thầy? Ok, tối nay là bạn không đăng ký được, tối mai bạn Lê Nguyễn Thị thì tối mai bạn mới đăng ký bạn học được. Cái chương trình tối nay là chương trình offline dành cho những bạn họ đã đi sâu vào vòng trong. Tối mai bạn đăng ký bạn học được, bạn muốn đăng ký học vào tối mai thì bạn inbox cho mình, học cái lớp hoàn toàn miễn phí. Đã có sách về internet chưa thầy? Sách về internet thì đang biên tập bạn Sơn ơi, sách về internet đang biên tập, chắc khoảng 2 tháng nữa nó mới ra được. Đang khâu biên tập rồi, khâu thiết kế rồi, xin giấy phép nữa, nên rất là lâu. Ok, các bạn nào có thắc mắc thì hỏi mình đi nha. Bây giờ mình đang chia sẻ và các bạn cứ hỏi mình. Vâng, vậy thì theo cái thuyết thành công, theo thuyết thành công thì nó nổi tiếng nhất á là cái thuyết thành công của Maslow. Các bạn dùng ra cái tháp thành công của Maslow á, cái tháp 5 cung bậc của Maslow. Và mình có cái bảng đây, mình sẽ ghi lên trên cái bảng của tháp nhu cầu Maslow. Các bạn biết cái tháp nhu cầu của Maslow mà, tháp nhu cầu của Maslow. Hôm bữa em lu bu quá nên chưa đăng ký được thầy ơi. Vâng, vậy thì bây giờ bạn inbox vào cái Facebook của mình, cái số điện thoại của bạn thì mình đăng ký cho bạn thôi, không có cái gì hết. Vâng, thì cái nghiên cứu mà thành công mà gọi là nổi tiếng nhất, ok giờ nghiên cứu thành công nổi tiếng nhất đó là của nhà tâm lý học Maslow. Tâm lý học Maslow mình, các bạn nói vô để kỹ. Em tên là bạn này, bạn nói là bạn tên là ở A Lưới Huế. Bạn Ca Tuyền thì ở A Lưới Huế, bạn Trần Thành Thành Trung, ok rất là tuyệt vời. Thì cái công trình nghiên cứu mà nổi tiếng nhất là của Maslow. Thì ông ta là một cái nhà tâm lý học rất là nổi tiếng của người Mỹ. Chút xíu nữa mình vẽ cái 5 cái cung bậc thang của Maslow để các bạn nắm được. Và ông là cái người nổi tiếng nhất về nghiên cứu về cái hành vi này. Ông là một người nghiên cứu của Mỹ. Và ông nói rất là đơn giản thôi, ông nói một cách rất là đơn giản. Bạn nào đang xem cái livestream này thì các bạn bấm chia sẻ cái livestream này về trang của mình nha. Các bạn bấm chia sẻ, mình đang chắc theo dõi cái Facebook. Bạn Nguyễn Đình Hùng, em tên Hùng ở quận 2, em đang bán đàn piano. Ok, rất là vui làm quen với bạn Hùng. Mới có 7 lượt chia sẻ rồi các bạn ơi, các bạn khác sao các bạn chưa chia sẻ cái Facebook về nhà? Tại vì cái livestream buổi trưa hôm nay nó rất là quan trọng. Bạn giới thiệu tên của mình, bạn biết mình là ai. Các bạn nào mà lần đầu tiên biết đến mình thì các bạn hãy kết bạn với mình, chia sẻ livestream này về để cho nhiều người biết. Còn bạn nào đó mà đã biết mình rồi thì các bạn nhớ chia sẻ livestream này về để cho nhiều người biết nha các bạn ơi, chia sẻ để nhiều người biết rồi. Ông Maslow, và ông tóm tắt cái công trình nghiên cứu của ông á, nó rất là đơn giản. Nó thành 5 cái bậc thôi, nó thành 5 cái bậc thôi.
nó là hôm nay các bạn phải hiểu rõ ràng về cái yếu tố thành công này để các bạn dễ. Và bây giờ mình sẽ vẽ năm cái bậc này ra để cho các bạn biết nhé, năm cái bậc ra. Và bây giờ mình xoay điện thoại lại, mình đang xoay lên cái bảng giấy của mình này. Rồi ông vẽ năm cái bậc. Cái bậc thứ nhất, ok, cái bậc thứ nhất là nhu cầu ăn no mặc ấm. Cái đó, đây là cái nhu cầu cơ bản nhất của con người. Mình vẽ đây. Thứ nhất là ăn no mặc ấm, ăn no và được mặc ấm. Ăn no mặc ấm, đây là cái nhu cầu cơ bản nhất của con người. Cái đây là cái nhu cầu cơ bản nhất. Nó vô cùng cơ bản. Vậy thì đối với cái cấp độ những người này á, đối cấp độ những cái người này á, thì thành công của họ là có được bữa ăn no, có quần áo mặc đâu đó êm ấm là ok, họ đã thành công rồi. Với những người công nhân, họ lãnh thêm một mức lương cao, họ có đồ mua, họ làm sao họ góp tiền, họ mua được nhà cửa, cái nhà bé bé, đối với họ giờ nó thành công rồi. Cái cấp độ thứ hai, cái cấp độ thứ hai của thành công đó là nhu cầu được an toàn cá nhân. Cái cấp độ thứ hai, được an toàn, an toàn, mang tính chất cá nhân thôi. Lúc này khi mà họ có ăn no rồi, mặc ấm rồi, họ có được chút cái nhà thì họ cần gì? An toàn. Nên là các bạn thấy là thực phẩm sạch này, ăn uống sạch sẽ hơn nè, ở những cái đất nước an toàn hơn nè, ít trộm cắp hơn nè, chúng ta ở tìm những cái nơi nè chúng ta an toàn hơn nè. Họ có nhu cầu, họ đi tìm cái môi trường an toàn hơn, tốt hơn để họ ở. Các bạn có cảm nhận ra điều nào ạ? Thì đối với họ như vậy là cũng là thành công rồi. Cái đây là cái ông Maslow ổng đang vẽ ra đó để cho các bạn dùng. Cái thứ ba là như thế nào ạ? Một khi đã thỏa mãn được hai cái nhu cầu trên á, thì bắt đầu chúng ta có nhu cầu gì ạ? Kết nối, lúc này kết nối giao du, kết nối, đặc biệt là kết nối bạn bè, được giao du. Nên là các bạn thấy là những cái anh này, anh vừa qua ngưỡng này thì anh muốn kết nối bạn bè nó rộng hơn, giao du rộng hơn. Thì mà khi chúng ta có nhiều bạn bè, chúng ta có nhà, có cửa, chúng ta sống một nơi rất là an toàn, chúng ta có nhiều bạn bè, nhưng thành công thì như vậy là chúng ta cũng đã thành công rồi. Theo nghĩa của ông Maslow, ổng nói nó là như vậy đó. Và tiếp theo nữa, ok chưa, là họ tiến tới cái cao hơn, là họ muốn họ là một người có lợi ích cho xã hội. Các bạn nhận ra điều này chưa? Họ muốn là người có lợi ích, họ muốn được người khác kính trọng. Mà muốn có kính trọng thì họ phải mang cái lợi ích cho người khác, mang được cái lợi ích cho người khác. Ok chưa? Nó là người càng thành công là họ càng chia sẻ. Các bạn ơi, họ càng muốn nhiều người khác thành công hơn nữa, bởi vì cái đó là một cái nhu cầu chính đáng của họ luôn. Và khi họ cảm giác rằng được nhiều người kính trọng, và họ cảm giác rằng họ mang được cái lợi cho nhiều người, thì như vậy là họ cũng cảm giác là họ đã thành công rồi. Và đến cái nhu cầu thứ năm. Cái nhu cầu thứ năm là cái nhu cầu cao nhất trong tháp Maslow này, là họ muốn thực hiện hóa ước mơ của họ. Tức là có những cái tham vọng xây dựng những cái việc rất là lớn. Tham vọng, tức là những cái tham vọng thực hiện những cái ước mơ lớn. Ok chưa? Thường thường các bạn thấy những người lãnh đạo cấp cao á, họ hay có cái tham vọng thực hiện những ước mơ lớn. Họ muốn các bạn thấy như ở Trung Quốc á, như ở Trung Quốc á, các bạn thấy chưa, cái thời ông Tập Cận Bình nè, bây giờ ông muốn xây dựng một ước mơ Trung Quốc, muốn Trung Quốc càng ngày càng lớn mạnh, thống trị thế giới, muốn Trung Quốc trở thành những nước lớn. Hoặc là những cái tỷ phú như Bill Gates, các bạn chưa, sau khi ông đã thành công, ông trở thành tỷ phú rồi, ông giao cái công ty Microsoft cho thế hệ sau, và bây giờ ông đang thực hiện những ước mơ của họ là ông đi làm từ thiện. Nhưng mà cái làm từ thiện của ông nó rất là khác, ông đi giải quyết những cái gì những cái gọi là cái căn bệnh của thế kỷ. Ông đi giúp nhiều trẻ em để được học hơn, ông đi tới những cái những cái mà
mà trước đây nó rất là khó, phải cần nhiều tiền, phải cần cái khát khao hơn thì mới làm được. Thì cái level của ổng thì cái đây là cái năm cái cung bậc thành công, năm cung bậc thành công mà ông Maslow ổng đã nghiên cứu và ổng đã chứng minh được. À, năm cái cung bậc mà ổng đã chứng minh được. Vậy những gì vừa rồi mình chia sẻ các bạn thấy có hữu ích không ạ? Có hữu ích thì các bạn comment vào để chúng ta kết nối một chút xíu, để chúng ta làm quen chút xíu. Hồi nãy giờ mà nói liên tục rồi. Vậy thì các bạn thấy có hữu ích đó mà các bạn comment vào, và các bạn thấy điều này rất là hữu ích. Và bạn nào chưa chia sẻ cái live stream này thì các bạn chia sẻ đi. Bạn nào lần đầu tiên biết đến mình thông qua cái live stream này thì rất là tuyệt vời, mình cũng có cơ hội mình làm quen với bạn luôn. Và bạn cũng có cơ hội làm quen với mình luôn. Và như thế nào à, các bạn chia sẻ live stream này vào trong các cái group, rồi các bạn chia sẻ live stream này về cái trang của bạn để những người thân của mình họ xem nữa. Chưa đâu, chút xíu nữa mình chia sẻ cho các bạn 10 dạng thành công để cho các bạn biết và các bạn chọn cái cách nào đi theo đúng con đường của mình. Và chào bạn Thúy Hồng, chào bạn Lâm Văn Đào. Bạn Lâm Văn Đào nói em muốn làm về lĩnh vực nông nghiệp giá trị cao, em rất muốn được thầy tư vấn một số diễn đàn, hy vọng trang mạng nào để em có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn. Ok, chào bạn Lâm Văn Đào. Cái này thì mình không nắm rõ lắm, bạn có thể lên Google bạn sợ thôi. Nhưng mà mình hỏi bạn là bạn đã khởi nghiệp lần nào chưa, mà cái câu hỏi ở đây là mình hỏi bạn Lâm Văn Đào là bạn đã khởi nghiệp lần nào chưa, hay là mới lần đầu tiên thôi. Ok chưa? Chào bạn Sơn, hay quá, cảm ơn bạn Sơn rất là nhiều. Thầy chấp nhận tham gia để em share. Chấp nhận tham gia để em share nghĩa là sao? Ai share cũng được mà em. Cái này ai share cũng được mà em. Cứ bấm vào cái nút share là mình share thôi em ơi. Ok không? Và mới có 15 người share à? Mình chưa thấy các bạn share. Các bạn nào có cái mình cái câu hỏi nào không thì để mình nói. Chào bạn Hoàng Văn Đặng, bạn nào có cái câu hỏi nào không? Cuối tháng 3 em vào Nam học lớp khởi nghiệp của thầy. Ok, rất tuyệt. Bạn Ca Tuyền, chào bạn Linh Bùi, chào bạn Nguyễn Sóc. Em chào thầy, em và các bạn mình ở Hậu Giang rất là tuyệt vời. Em dùng ké wifi họ yếu lắm thầy ơi. Ok, rất là tuyệt vời. Chào bạn Nguyễn Văn Đại. Ok, rất vui là quen với các bạn. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì một điều rất là đơn giản là các bạn hãy chia sẻ cái live stream này về bên các bạn, về trang các bạn. Thứ nhất là lưu để chúng ta biết hơn. Anh ơi, kế hoạch làm một quán chay của anh còn có hiệu lực không? Ok chưa? Cái này thì rất là thích. Bạn Thắng ơi, cái kế hoạch làm quán chay thì mình rất là thích. Ok, tuy nhiên hiện tại cái plan của mình nó nhiều quá nên là mình chỉ đi tìm những cái các bạn nào khát khao đam mê cái lĩnh vực này và giúp họ làm thôi, hùng một ít vào thôi. Ok chưa? Chứ mình không có trực tiếp làm nữa, mệt lắm rồi. Bây giờ những cái công việc hiện tại mình làm nó đã nhiều rồi, mình dành thời gian viết sách nhiều hơn là những cái việc kinh doanh. Tuy nhiên đó, đây là một cái ý tưởng rất là tuyệt vời và mình sẽ chia sẻ cái ý tưởng này dành cho những cái bạn có cái khát khao. Bạn Lâm Văn Đào, em chưa ạ, vì vậy em muốn được tiếp xúc nhiều hơn về nông nghiệp có giá trị cao hơn. Ok, nếu mà bạn chưa thì bạn hãy suy nghĩ to, nhưng mà hãy chi tiết lại và đơn giản lại. Nếu mà bạn vẫn cứ mãi cái suy nghĩ theo cái dạng vĩ mô như vậy thì bạn rất khó để bạn bắt đầu. Cái này là cái bài toán của các cái công ty, gọi là các cái tập đoàn mà nó còn giải không xong. Mà nghe bạn chưa khởi nghiệp lần nào bạn nói mấy cái câu thì mình thấy bạn vĩ mô quá. Bạn Long Dịp, em xe rồi thầy. Em rất buồn. Em rất buồn. Em bận làm không nghe thầy nói ngay từ đầu để em học hỏi thêm. Ok, không có gì em. Cái đoạn live stream này á, mình lưu ở trên này. Và sau khi live stream xong mình đưa lên Facebook nữa. Mình đưa lên YouTube nữa. Nên em cứ follow trên cái Facebook này. Và follow trên cái YouTube luôn. Bấm vào cái nút subscribe ở trên YouTube luôn. Thì em sẽ xem thôi, không gì phải buồn hết. Ok, mắc mớ gì mình phải buồn em nha. Sắp xếp công việc và làm thôi. Bạn Nguyễn Thắng, em có một người mong muốn mở quán chay thì sẽ làm sao để được gặp anh tư vấn? Ok, dĩ nhiên là mình sẽ không gặp những cái bạn mà mình không biết đâu.
bạn bạn Thắng ơi, mình sẽ không gặp những cái bạn mà hồi giờ mình chưa biết đâu, mất công và mất thời gian lắm. Muốn làm ăn chung với nhau thì mình chỉ tìm những cái người mà đã chơi với mình, đã tương tác với mình, đã quen và mình đã hiểu cái chân giò cẳng của họ rồi. Còn những người mà lạ quắc ở đâu rồi xuất hiện cái đòi hợp tác làm ăn thì những người đó không bao giờ mình làm đâu. Mình không bao giờ mình làm đâu. Bạn Thắng hình dung không ạ? Và không biết là chắc là bạn chưa bao giờ làm ăn thề phải. Đụng tới làm ăn mà cứ lạ quắc rồi gặp nhau rồi cứ đòi làm ăn hợp tác, nghe cái nói chuyện to lớn mình nghe mình mệt quá. Sáng nay cũng có một bạn inbox với mình đòi gặp mình hợp tác làm ăn, rồi mình hỏi một hồi em bên Mỹ về đồ này kia, em Việt Kiều đồ về, mình sợ mấy ông Việt Kiều lắm rồi. Mình báo cho các bạn biết nó vậy, em Việt Kiều rồi về, em bên Mỹ về muốn gặp anh hợp tác làm ăn mà chưa bao giờ gặp nhau, chưa làm quen nhau, thậm chí chưa mời với nhau được ly cà phê đó, đòi gặp nhau hợp tác làm ăn nghe nó mệt quá. Tất cả những người đó hình như là họ chưa có kinh nghiệm hoặc là cái tư duy họ làm ăn cái kiểu gì á. Bạn với nhau chưa ngồi với nhau ngày nào, chưa hiểu, thậm chí chưa biết rõ tên tuổi về nhau mà đòi hợp tác làm ăn. Các bạn dung ra điều này là chưa, cái chuyện là không thể. Không biết là cái góc nhìn của chúng ta nó như thế nào. Như thầy nói thì em phải tìm ra cái gì và muốn làm và có thể làm, đúng không? Đúng rồi, bạn phải rất là cụ thể, bạn đừng có chung chung. Bạn Lâm Văn Đào cái gì nó cũng vĩ mô quá thì chúng ta không sẽ giải quyết được một cái gì hết. Vâng. Tạm thời mình trả lời một số câu hỏi vậy. Hồi nãy giờ các bạn comment xuống, các bạn không comment xuống thì mình đâu có biết các bạn gút mắt cái gì và các bạn thấy mình chia sẻ cái hứa đó không. Vâng. Và bây giờ tiếp tục mình chia sẻ tiếp các bạn 10 loại thành công. Mấy loại thành công các bạn? Hôm nay mình chỉ tổng kết được 10 loại. Bạn nào có nhiều hơn thì chia sẻ thêm cho mình. Nó đơn giản như vậy thôi. Cái đây là cái đoạn live stream mà chúng ta cùng nhau cùng biết, cùng chia sẻ với nhau thôi. Ok, 10 dạng thành công. Ok chưa? Các bạn ghi vào 10 dạng thành công. Có mấy dạng thành công các bạn ơi? 10 loại. 10 loại thành công. Ok chưa? Thành công thứ nhất, các bạn ghi vào đây. Chào bạn Nguyễn Thị Thúy Hằng. Ok. Rồi, các bạn ghi vào đi. Loại thành công thứ nhất đó là thành công về vật chất. Ok chưa? Thành công về vật chất. Biết thích tinh nhẹ. Vì em biết là anh rất bận nên em sao có thể mời anh cà phê đấy ạ. Ok. Không thì mình cũng chả bao giờ mình đi uống cà phê với ai đâu. Rảnh đâu đi làm những việc đó, dành thời gian đó đi viết sách hơn. Chào bạn Linh Trần. Ok, rất là tuyệt vời. Chào bạn Sơn. Vâng. 10 dạng thành công. Thành công thứ nhất người ta nói là thành công về vật chất. Có những người họ thành công về vật chất. Các bạn nào chưa bấm chia sẻ livestream mình thì các bạn nhớ bấm chia sẻ đi. Buổi trưa thì mình biết rất ít người xem và chúng ta không máy được thì các bạn phải chia sẻ về các bạn lưu. Các bạn lưu ở trang Facebook của mình á. Để khi rảnh thì chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta vào chúng ta xem lại và còn để cho người thân yêu của chúng ta xem nữa, bạn bè chúng ta xem nữa. Ok. Thành công thứ nhất là thành công về vật chất. Ví dụ như bạn có nhiều tiền. Bạn có xe cộ. Bạn đeo những cái đồng hồ rất là tuyệt vời, những cái chuyện rất là mắc. Ok, hay là bạn hay đi du lịch nhiều nơi. Thì cái này được gọi là thành công về vật chất. Thầy Duy ơi, em muốn thành công về vật chất mà không dễ tí nào. Ok. Bạn Văn Hồ, nó không phải dễ và nó không phải khó, mà chúng ta phải biết cách. Điều gì chúng ta không biết cách thì nó khó, mà cái điều gì chúng ta biết cách thì nó dễ. Bây giờ ví dụ như bạn chưa biết lái xe thì nó khó không? Khó. Nhưng bạn biết lái xe rồi thì nó dễ không? Dễ. Ai cũng lái xe được. Vậy thì làm sao để chúng ta biết khó thành dễ? Chúng ta phải đi học lái xe. Chúng ta phải thực tập với nó. Chứ không phải ở đây chúng ta ngồi chúng ta nói nó khó. Chúng ta cứ nói nó khó thì nó vẫn cứ khó. Bởi vì tại sao nó vẫn cứ khó? Bởi vì chúng ta không có đi giải quyết nó. Nên là thành công về vật chất, khi chúng ta chưa có nó thì nó khó, chúng ta chỉ biết cách thì nó khó, nhưng mà khi chúng ta biết cách thì nó lại dễ. Bạn thấy chưa? Bạn có thấy không à? Bạn có dịp mà bạn đi vào những cái khu người giàu người ta ở, người ta làm cái nhà rất là bự, không phải một cái nhà bự mà nhiều cái nhà bự. Người ta không phải có một cái xe mà ta có nhiều cái xe nữa. Vậy đối người ta khó hay dễ? Đối người ta vô cùng dễ. Nhưng mà bạn chưa có thì bạn khó, giống như bạn chưa biết lái xe thì nó rất là khó đối với bạn, nhưng mà khi bạn biết lái xe rồi thì nó dễ. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nó là chúng ta không có ngồi mà để cái chữ khó nó nằm ở trong cái đầu của mình.
À, chào bạn Trần Thiên Thư, chào bạn Phùng Văn Hưng. Vâng, bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy kết bạn Facebook với mình nhé. À, để chúng ta kết nối với nhau, chúng ta làm quen với nhau. Điều này nó rất là tuyệt vời và rất là ý nghĩa. Và bạn nào chưa chia sẻ livestream này thì nhớ chia sẻ livestream về nhà của mình luôn. À, vâng. Ok chưa? Bạn phải đi học và đi giải quyết nó nha bạn Văn Hồ. Chúng ta không có ngồi đó mà rên rỉ. À, và chúng ta trở thành người chuyên gia rên rỉ. Mà thay vì rên rỉ đó, chúng ta hãy đi giải quyết vấn đề, hãy đi gặp những người. Chúng ta chưa biết lái xe thì chúng ta hãy đi tìm những người biết lái xe, chúng ta gặp họ, chúng ta học họ. Chúng ta chưa biết cách thành công về vật chất thì chúng ta hãy đi gặp những cái người họ đã thành công về vật chất rồi, chúng ta hãy gặp họ, học họ, bởi vì chắc chắn họ đang biết cái cách đó. Chúng ta không có ngồi rên rỉ làm gì cho nó mệt hết á. Vậy thì những gì vừa rồi mình chia sẻ các bạn thấy có hữu ích đó, các bạn comment vào và các bạn nói điều này rất là hữu ích. Em kết bạn rồi nhưng thầy bạn chưa chấp nhận được. Vâng, các bạn cứ kết bạn với mình rồi sau khi mình rảnh mình chia sẻ livestream xong thì mình sẽ chấp nhận. Mình đang bận livestream mà, cứ kết bạn với mình, cứ inbox cho mình. Các bạn nhé, lần đầu tiên các bạn biết mình thì các bạn cứ inbox cho mình. Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ cái thành công thứ nhất là thành công về cái gì các bạn ơi? Các bạn comment xuống thành công về cái gì. Nghe livestream là phải comment. Comment để gì? Để nhớ. Thứ nhất là các bạn nhớ, các bạn ghi lại là một lần các bạn nhớ. Cái hai nữa là các bạn, khi các bạn comment xuống nghĩa là các bạn đang truyền năng lượng cho mình. Các bạn đang truyền năng lượng cho mình, mình cũng năng lượng theo bạn luôn. Các bạn hình dung ra điều này được chưa? Các bạn không comment thì tự nhiên mình thấy cái comment của bạn, có tự nhiên mình sung lên, mình năng lượng lên. Năng lượng thì mình lại chia sẻ nó nhiều hơn nữa. Còn các bạn mà cứ xem và các bạn im lặng không thì nó làm cho mình cũng buồn đi. Nên là tất cả mọi thứ trong cuộc sống này là nó cần cái sự tương tác và năng lượng với nhau mà. Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ bạn được cái thành công thứ nhất là thành công về gì à? Thành công về vật chất. Vậy tiếp theo cái thành công thứ hai là gì à? Chào bạn Ngô Cường. Thành công thứ hai ở đây là thành công về cảm xúc. Các bạn ghi vào. Thành công về cảm xúc. Không biết khi nào thầy mới mở lớp ươm mầm doanh nhân ngoài Hà Nội. Ok, ngoài Hà Nội không có lớp đâu. Ngoài Hà Nội không có lớp đâu. Bay từ Hà Nội vào đi. Ok chưa? Mình sẽ không ra ngoài Hà Nội đâu. Bạn an tâm đi. Nên là cứ bay vào Sài Gòn là cho nó chắc nhất. Muốn là chơi thôi. Ok chưa? Bạn Lâm Văn Đào đừng cứ ngồi đó mà chờ. Chờ nó mất cơ hội lắm. Muốn là mình chơi thôi. Ok. Thành công thứ hai là thành công về cảm xúc. Đó là thành công về sự tự hào. Chúng ta rất là tự hào, chúng ta làm được một cái việc đó chúng ta tự hào vô cùng. Chúng ta làm chúng ta có đứa con và đứa con chúng ta nó rất là thành công, chúng ta rất là tự hào về nó. Hoặc là các bạn học mà các bạn đạt được một cái bằng cấp gì đó, các bạn rất là tự hào về cái việc đó. Cái đó là người ta có được, cái đó là thành công về cái cảm xúc. Hoặc là cái người ca sĩ đó, họ hát, các bạn biết họ hát một bài hát, họ hát rất là hay và rất là đã, thì thế là họ thành công về một cái vấn đề đó, tức là thành công đó thành công về cảm xúc. Và khi cái cảm xúc chúng ta thành công thì nó kéo theo chúng ta thành công với những cái yếu tố khác. Ví dụ như một người cầu thủ họ đá một cái đá banh nó vào và họ cảm giác nó rất là đã, cái đó người ta gọi là thành công về cảm xúc. Ok, cái điều đó nó rất là tuyệt vời. Ok, cảm ơn bạn Vĩnh Thịnh chia sẻ. Để làm chủ được cảm xúc thì cả cuộc đời các bạn, chúng ta cần phải cả cuộc đời, kể cả những người level rất là cao, kể cả những cái người thầy tu luôn, họ vẫn phải đang làm chủ cảm xúc của họ. Cái yếu tố cảm xúc là cái yếu tố nó rất là tuyệt vời. Tuy nhiên chúng ta cần phải cho phép chúng ta thành công về cảm xúc. Ok, chào bạn Nguyễn Văn Vượng. Ok, tức là hay là chúng ta hài lòng về một cái gì đó, chúng ta sung sướng về một cái gì đó, chúng ta cảm giác đã về một cái gì đó. Nên mình hay chia sẻ với các bạn, để tuyệt vời hơn thì mỗi sáng, tại vì cái năng lượng mỗi sáng của một ngày nó rất là tuyệt vời. Cái năng lượng mỗi sáng của một ngày nó rất là tuyệt vời. Vì sao nó như vậy các bạn? Bởi vì nó sẽ định vị cho chúng ta năng lượng của cả một ngày đó. Nó là mỗi buổi sáng các bạn cần phải cho mình một cái cảm xúc về thành công nó rất là tuyệt vời. Nên đó là yếu tố là mình nói là mỗi sáng các bạn phải tập thể dục để năng lượng của bạn nó rất là hưng phấn và nó làm cho mình thành công rất là tuyệt vời. Em rất thích nghe thầy nói nhưng em
Có việc phải đi rồi, chúc thầy một buổi chia sẻ đầy năng lượng, em sẽ thêm lại lại sau, rất là tuyệt vời. Bạn cảm ơn rất là tuyệt vời. Bạn chia sẻ về cái Facebook của bạn đi để nó lưu ở trên Facebook của bạn. Ok, mình biết mà mình chia sẻ buổi trưa thì các bạn rất là bận, mình hiểu ra cái điều này. Nhưng mà tối thì mình lại cũng bận mất nên mình mới chia sẻ buổi trưa. Đó là vừa rồi mình chia sẻ bạn cái thành công thứ hai. Thành công thứ mấy các bạn? Thành công thứ hai. Ok chưa? Và mình nói 10 cái thành công mà hôm nay mình chia sẻ bạn nó rất là quan trọng, nên các bạn phải chia sẻ về cái Facebook của các bạn để các bạn lưu lại. Các bạn lưu lại cho các bạn xem, và lưu lại để cho người thân của mình xem nữa, bạn bè của mình xem nữa, để họ biết. Cho tới bây giờ thì mới có 20 lượt chia sẻ à. Ok, tại sao các bạn lại không chia sẻ? Ok chưa? Rất là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn bấm vào nút chia sẻ chưa đi. Rất là nhiều bạn chưa chia sẻ, bấm vào nút chia sẻ của Facebook đi. Ok chưa? Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì bạn làm quen, kết bạn với mình đi nha. Rồi. Cái thành công thứ ba đó là thành công về tri thức. Thành công về tri thức, thành công về sự học hỏi đó. Thì có những người họ học rất là giỏi, các bạn chưa, họ rất là đam mê học. Họ học hello chị Lưu Thị Hường, anh Lê Quốc Long. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào bạn Vũ Huyền, vâng. Chào bạn Nguyễn Văn Vượng, em share rồi anh. Ok, rất là tuyệt vời, các bạn nào share rồi thì rất là tuyệt vời. Thứ hai là, tiếp theo đó là thứ ba là mình nói là thành công về tri thức, thành công về học tập. Thì có những người á, họ rất là thích học hành và họ có rất là nhiều bằng cấp. Mình có những người bạn, họ đã từng khoe với mình là họ có tới 13 cái bằng cấp và cái tín chỉ. Ok, rất là tuyệt vời, cái đó là một cái sự thành công của họ. Các bạn không, để nỗ lực mà học được như vậy không đơn giản chút xíu nào hết. Mình mà học như vậy chắc mình học không được đâu. Mình không phải là người ngồi học về bằng cấp nhiều, nhưng mà mình có những người bạn học hành và bằng cấp họ rất là nhiều. Cái tri thức họ rất là tốt, điều này rất là tuyệt vời. Bạn anh dùng chưa? Thông thường trong xã hội thì chúng ta hay nhìn nhau ở thành công về về vật chất hoặc là thành công về quyền lực. Nhưng mà thực sự người ta thành công về tri thức là cũng là ok lắm á các bạn à. Thành công về tri thức, học hành nhiều, kiến thức chúng ta tốt để giúp cho họ thỏa mãn được. Hoặc là chúng ta thành công trên cái con đường mà chúng ta tìm hiểu một cái gì đó đến cùng. Thì cái đó người ta gọi là thành công về tri thức. Và nó giúp cho chúng ta hiểu biết. Và nó thách thức cái trí tuệ, cái trí thức của ta. Như là cái dạng thành công thứ ba là thành công về tri thức. Vậy vừa rồi mình chia sẻ mấy cái thành công rồi các bạn ơi. Mấy cái thành công rồi. Thành công thứ nhất là thành công về vật chất. Thành công thứ hai là thành công về cảm xúc. Và thành công thứ ba là thành công về tri thức, cái sự hiểu biết. Cảm ơn thầy đã dành thời gian giúp mọi người có thêm nhận thức về thành công hơn trong cuộc sống. Chúc thầy luôn sức khỏe rất rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn Lâm Ngọc Diệp. Ok. Chào bạn Lâm Hội. Ok chưa? Bạn Long Ngọc Diệp, em đã chia sẻ về cái trang Facebook của em chưa? Em chia sẻ về để em lưu lại. Em lưu lại. Để gì à? Mình mới thấy mới có 23 lượt chia sẻ à. Ok chưa? Mà đáng lẽ các bạn phải chia sẻ nhiều hơn nữa, chia sẻ vào trong các group á. Bạn Tâm Hội, bạn chia sẻ chưa? Bạn Long Ngọc Diệp chưa thấy em chia sẻ nha. Vâng. Vậy thì tiếp theo nữa, thành công thứ tư là thành công về tinh thần. Các bạn ghi vô đi, vừa xem livestream vừa ghi vào để chúng ta nhớ. Thành công về tinh thần, thành công về yếu tố tinh thần. Ok chưa? Tức là chúng ta có các bạn như chúng ta có ý thức trách nhiệm về các mục tiêu. Các mục tiêu mà chúng ta cần phải làm được và chúng ta đạt được các mục tiêu đó thì nó trở nên cái tinh thần chúng ta rất là phấn chấn. Và nó làm cho chúng ta có năng lượng nhiều lên. Ngọc Lam, người thầy mà em nói về có thể hướng dẫn chị làm một quán chay như tâm huyết của chị này. Ok, cảm ơn bạn Thắng rất là nhiều. Ok, vậy thì thành công về tinh thần nghĩa là bạn đặt ra các mục tiêu và bạn đạt được cái mục tiêu đó. Hoặc là bạn là chủ một doanh nghiệp và bạn giúp cho toàn bộ cái nhân viên của mình. Cách đây cái tuần vừa rồi mình gặp một cái anh giám đốc của một cái công ty bất động sản, và
ảnh đi cùng với một đứa nhân viên và ảnh nói rằng là ảnh vừa giúp cho cái đứa nhân viên này mua được cái căn nhà và ảnh rất là tự hào và cái tinh thần ảnh nó rất là tuyệt vời. À, bạn hình dung chưa? Vậy thì cái người giám đốc này họ đã có một cái thành công về cái tinh thần thì họ đấu họ lo cho những cái nhân viên họ phải có thu nhập cao và họ muốn cái anh trưởng phòng kinh doanh này nè là phải mua được nhà cửa. À, các bạn cảm nhận cái thành công đó là thành công về yếu tố tinh thần. Hoặc là chúng ta có đứa con và chúng ta khát khao để giúp cho đứa con chúng ta thành công. Ví dụ như mình có bé Bambi và mình mong muốn mình xây dựng những đứa mình mong muốn mình xây dựng Bambi thành nó đạt những cái tiêu chuẩn về công dân toàn cầu. Ok chưa? À, chào bạn Thảo Đỗ, rất là tuyệt vời. Các bạn nào đang xem thì các bạn comment vô đi để chúng ta cùng nhau biết. Hoặc là các bạn tag bạn bè mình cùng nhau vào xem để họ mở mang tri thức hơn, họ hiểu vấn đề hơn. Và mình mong muốn giúp cho Bambi, con gái của mình, nó có tư duy về toàn cầu. Ok, nó thuộc công dân toàn cầu. Và đó là lý do mà mình mới cho bé học tiếng Anh rất là giỏi. Mình mới dẫn bé đi các nơi trên thế giới. Ok chưa? Các bạn thấy vừa rồi là bé đi từ Dubai về, vừa rồi mình dẫn bé đi Anh, rồi dẫn bé đi Singapore, các nước đó. Bé mới nó 5 tuổi hơn thôi, bé mới có 5 tuổi 2 tháng thôi à. Nhưng mà bé đã tiếp cận hết được những cái nơi đó, bé tới, bé cảm nghiệm, bé ăn uống, bé đi lên những cái tòa nhà cao nhất thế giới, bé đến đảo cọ, bé đi trên các cái chợ, các siêu thị ở nước Anh, bé đi chơi Halloween nước Anh, bé tới các đồng pumpkin, cái cánh đồng mà gọi là cái trái bí ngô á, chơi Halloween ở Anh. Tất cả những điều đó là gì à? Mục tiêu là gì à? Mục tiêu là giúp cho gì à? Giúp cho con mình đạt được cái tiêu chuẩn toàn cầu. Và mình luôn đeo đuổi cái mục tiêu này và thấy bé nó lớn lên, nó càng ngày nó càng trưởng anh, thì mình thấy điều này nó rất là tuyệt vời. Nó giúp cho mình cái thành công về yếu tố tinh thần và mình rất là tự hào về cái đứa con của mình. Các bạn nhận ra điều này cho cái đó là người ta gọi là thành công về yếu tố tinh thần. Cái thứ năm đó là thành công về vật chất, thành công về thể chất, thành công về thể chất. Thứ nhất nè là thành công về vật chất, thứ hai là thành công về cảm xúc, thứ ba là thành công về trí thức, thứ tư là thành công về tinh thần, thứ năm là thành công về thể chất. Ok chưa? Các bạn nốt vào để các bạn nhớ. Và nhớ chia sẻ cái live stream này về trang Facebook mình, bấm vào chia sẻ đi. Bạn Sơn em chia sẻ chưa? Bạn Trang Bùi Trang Nhung em chia sẻ chưa? Cảm ơn em. Thầy là người cha tuyệt vời. Vâng, cảm ơn em. Ok. Chia sẻ về cái trang nhà mình để lưu lại. Các bạn chia sẻ, các bạn lưu lại. Và khi các bạn lưu lại thì sao sau này ai đó vào xem thì các bạn sẽ nhớ và các bạn sẽ biết. Nếu mà các bạn không chia sẻ thì các bạn sẽ không nhớ và các bạn sẽ không biết. Và bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy kết bạn với mình liền. Hãy comment dưới mà liền, comment ngay bên dưới liền là chúng ta kết nối với nhau. Ok, bây giờ mình tiếp tục là mình nói cái thành công thứ năm đó là thành công về vật chất. Thành công về vật chất đó là chúng ta thành công về sức khỏe. Chúng ta phải có sức khỏe tốt. Chúng ta có khoảng 70 tuổi, 80 tuổi. Bạn nào mà sống đến 90 tuổi quá tuyệt vời. Cái lượng người mà sống đến 100 tuổi rất là hiếm. Và để sống được tới mức độ đó, nếu mà mình sống được tới 90 tuổi thì bây giờ là mình đã gần 1/2 cuộc đời rồi. Chúng ta không có thời gian nhiều để chúng ta sống trên đời này. Nên là chúng ta để bảo vệ được đó, cái cơ thể của chúng ta mà theo thời gian, theo năm tháng thì nó như thế nào nó bị thoái hóa đi. Và để đảm bảo được cái sự cường tráng và không thoái hóa đó thì chúng ta phải tập thể dục, chúng ta phải ăn uống đầy đủ, chúng ta phải bảo vệ được sức khỏe của mình. Và những cái chia sẻ vừa rồi của mình các bạn thấy có hữu ích không thì các bạn comment xuống và các bạn nói điều này nó rất là hữu ích. Ok chưa? Nó là các bạn cần phải có một cái sinh lực và sinh khí mỗi ngày. Chúng ta cần phải có một cái kế hoạch để bảo vệ của sức khỏe của chúng ta. Và chúng ta 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi mà chúng ta rất là khỏe mạnh và chúng ta không có một cái bệnh hoạn gì hết và chúng ta đủ năng lượng để làm những cái công việc với một cường độ rất là cao thì nghĩa là chúng ta đã thành công về thể chất rồi. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Nó là mình đã nói là nó có rất là nhiều góc độ để nói về cái thành công.
Vậy thì các bạn thấy những gì mình chia sẻ bạn thấy có hữu ích không, thì các bạn nói và các bạn comment xuống và các bạn thấy điều này rất là hữu ích. Và thứ hai là các bạn chia sẻ cái livestream này về trang nhà các bạn để gì ạ? Để lưu lại, để cho bạn bè của mình xem, người thân của mình xem, để họ biết mà họ phấn đấu và họ giải quyết được cái chữ thành công để cho nó rõ ràng hơn. Các bạn nhận ra điều này không ạ? Và các bạn comment xuống, các bạn giới thiệu về mình đi, bạn Nguyễn Thái Bình. Rất là tuyệt vời. Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ bạn cái thành công thứ 5 rồi. Thành công thứ 6 là người ta nói là thành công về kinh doanh. Các bạn ghi vô thành công về kinh doanh. Vậy thì mấy cái thành công rồi, thành công số 1 là gì? Các bạn ghi vào. Thành công số 2 là gì? Các bạn ghi vào. Thành công số 3 là gì? Các bạn ghi vào. Thành công số 4 là gì? Thành công số 5 là gì? Và ok chưa? Bây giờ là tới thành công tới gì ạ? Thành công số 6. Ok chưa? Bây giờ tới thành công số 6, các bạn ghi vào thành công số 6 đi ạ. Thành công thứ 6 là thành công về kinh doanh. Thành công thứ 6 là thành công về kinh doanh các bạn. Vậy thì bây giờ các bạn ghi vào cái thành công số 6 đi. Vậy thì khi mà các bạn kinh doanh, bạn ra bạn mở một cái công ty, bạn mở một cái doanh nghiệp, bạn có lượng khách hàng nhiều, doanh số hàng năm đạt rất là tốt, ok chưa? Thì cái đó được gọi là thành công về kinh doanh. Các bạn chưa, bạn có được đội ngũ nhân viên làm việc rất là tuyệt vời, mang rất là nhiều giá trị cho khách hàng. Hàng mình càng ngày, cái việc kinh doanh mình nó càng phát triển, lợi nhuận mình càng ngày mình càng tăng lên, và tiếng tăm thương hiệu của mình càng ngày càng có nhiều người biết đến, thì cái thành công đó người ta gọi là thành công về kinh doanh. Vậy thì mỗi một con người chúng ta phải từng bước để chúng ta khai thác từng cái thành công một. Phần nhiều thì chúng ta chỉ có nghĩ tới một hai cái thành công thôi. Chúng ta phải chinh phục từng cái thành công một các bạn. Thì để mà thành công trong kinh doanh, thì sắp tới 2 tuần nữa mình có một cái lớp gọi là bùng nổ doanh số trong 2018. Mình thiết kế một cái lớp để giúp cho các bạn xác định mục tiêu mình đang đứng ở đâu, rồi bạn muốn đi đâu. Trong năm 2017 là bạn đang đứng ở chỗ nào rồi, rồi bạn muốn đạt được gì trong năm 2018 này, và cái cách nào để chúng ta đạt được này. Và mình giúp cho các bạn lập một cái kế hoạch mục tiêu rất là chi tiết. Trong kế hoạch mục tiêu đó, các bạn cần phải làm cái gì để các bạn đạt được mục tiêu năm 2018 này. Nên mình đặt cái lớp đó là bùng nổ doanh số trong năm 2018 này. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để làm sao chính các bạn và đội ngũ năng lượng của các đội ngũ nhân viên của bạn. Nên là cái lớp này không phải một mình bạn đi học, mà bạn còn đưa cả nhân viên đi học nữa. Bởi vì cùng nhau làm ngay ký bản kế hoạch mục tiêu và bản kế hoạch hành động ngay trong lớp này luôn. Thầy đi Dubai về bị nắng cháy đen thui luôn rồi. Ok em. Bạn Luyện nói rất là tức cười. Ok, rất là thú vị bạn Luyện ơi. Thiết lập mục tiêu. Ok chưa? Và cái bản kế hoạch chi tiết để làm sao để chúng ta đạt được đó. Và đội ngũ nhân viên nó làm luôn cùng với bạn luôn. Và năng lượng tôi thẳng lên. Và năm 2018 này bạn sẽ có một năm rất là bùng nổ. Ok, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy thì cái thành công thứ 6 là thành công về cái gì các bạn ơi? Đó là thành công về kinh doanh. Các bạn comment xuống đi. Và các bạn nói là thành công về kinh doanh. Các bạn comment xuống để mình có năng lượng, để mình chia sẻ cho các bạn nhiều hơn nữa. Các bạn nhận ra điều này chưa? Các bạn phải comment xuống. Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Và tiếp theo nữa, đó là chúng ta thành công về cái gì ? Thành công về tầm ảnh hưởng. Ok, có. Hồi nãy mình đã nói về tháp nhu cầu Maslow rồi mà. Ai chưa tham gia lớp thầy thì nên đi cho biết, sẽ ngộ ra rất là nhiều điều hay. Ok, cảm ơn bạn Ngô Cường. Cảm ơn em rất là nhiều. Mình mong gặp em ở các lớp chuyên sâu hơn. Bởi vì vừa rồi em học lớp đó rất là nhiều khuyết, rất là tuyệt vời. Nhưng mà dù sao cái lớp đó cũng là cái lớp chúng ta khởi đầu. Những lớp chuyên sâu hơn thì sẽ giúp cho em rất là tuyệt vời. Maslow á, trong nhu cầu Maslow các bạn thấy chưa, thì tới cái mức độ số 4 á, các bạn thấy chưa, là người ta muốn được người khác tôn trọng mình. Đó là bắt đầu là như thế nào, là ảnh hưởng rồi. Chúng ta muốn tác động lên người khác, chúng ta muốn truyền bá cái quan điểm, cái suy nghĩ, những cái cá nhân của chúng ta lên người khác, và dĩ nhiên với cái mục tiêu là rằng giúp cho những cái tác động đó là nó mang điều tốt. Thành công về kinh doanh là cái tiên quyết em thầy ạ. Ok, rất là tuyệt vời. Từng bước chinh phục những cái thành công,
10 cái thành công này mình chia sẻ cho các bạn hôm nay. Các bạn từng bước, các bạn chinh phục từng cái một. À, rất là tuyệt vời Luyện ơi. Chào bạn Trần Khang, chào thầy, năm mới vui nhé thầy. Ok, chào bạn Trần Khang, rất là tuyệt vời. À, cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúng ta cần phải ảnh hưởng được lên người khác và chúng ta cần có những cái triết lý chứ, để chúng ta để lại cho đời này, để mọi người. Các bạn thấy là tại sao chúng ta hay trích lại những cái câu nói của người khác để chúng ta nói. Ví dụ như là chúng ta hay nói những cái câu của ông Henry Ford. Ví dụ như là bạn nghĩ là bạn có thể thì bạn cũng đúng, mà bạn nghĩ bạn không thể thì bạn cộn đúng. Bởi vì những người này họ trải nghiệm nhiều, họ thành công nhiều, và họ có những cái câu nói để đời. Hoặc là tỷ phú Richard Branson, chúng ta hay nói cái câu là hãy làm tới đi, hãy chơi tới, tới đi. Ok chưa? Kệ mẹ nó, chơi nó đi. Cái đó là cái câu của ông Richard Branson. Kệ nó, chơi tới đi. Ok chưa? Cái ý là cái câu ông nó là vậy đó. Đây những người họ có, họ thành công, họ ảnh hưởng lên nhiều người khác. Hoặc là Donald Trump. Các bạn chưa? Ông đã làm kinh doanh, ông là nhà đầu tư, ông đã thành công rồi thì ông muốn ảnh hưởng lên người khác nữa bằng cách là ông ra ông ứng cử vị trí tổng thống Mỹ, và bây giờ là ông đang là tổng thống của nước Mỹ. Ông muốn nước Mỹ nó vững mạnh hơn, nó vĩ đại hơn, và ông đang thực hiện những cái chiến lược của ông. Các bạn chúng ta điều này chưa? Những người đó họ có mục tiêu rất là rõ ràng để họ thành công về cái sự ảnh hưởng của họ đến cho những người xung quanh họ, đến cho đất nước họ, đến cho thế giới này. Ok, các bạn thấy điều này tuyệt vời mà, rất là tuyệt vời. Các bạn comment xuống và các bạn thấy điều này rất là tuyệt vời. Chào bạn Nguyễn Thị Lan Phương. Ok, rất vui kết nối với các bạn. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì hãy kết bạn với Facebook của mình. Hoặc là cái thứ 8 là chúng ta thành công về môi trường. Ok chưa? Chúng ta thành công về môi trường nghĩa là chúng ta biết bảo vệ về môi trường trong cái cách sống, tiết kiệm nè, không phung phí nè, không hoang phí về đồ ăn thức uống nè, biết cái gì, biết trồng vườn cây, vườn hoa. Ok, biết bảo vệ môi trường chung quanh, biết bảo vệ về trái đất này. Ok chưa? Chúng ta góp tay, mỗi người góp phần một chút xíu để chúng ta bảo vệ cái môi trường này, thì cái đó cũng gọi là thành công về môi trường. Chào bạn Pha Minh. Ok, rất vui chào bạn. Nếu là lần đầu tiên bạn biết mình thì bạn hãy kết bạn với Facebook của mình nhé. Bạn hãy kết bạn với Facebook của mình. Và mình đang chia sẻ 10 cái thành công rất là tuyệt vời, thì các bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn cũng nhớ chia sẻ cái livestream này về Facebook nhà bạn. Thứ nhất là để lưu đó. Để chúng ta nhớ khi chúng ta vào chúng ta xem. Cái hai là cho người thân và bạn bè của mình xem, để họ vào họ xem những cái cách thành công và để họ phấn đấu. Tại vì cái từ thành công này nó liên quan mật thiết đến rất là nhiều người. Nó liên quan đến người lớn, người trẻ, người già, người làm giám đốc, người lãnh đạo, người làm vợ, người làm chồng. Họ đều phải liên quan. Chào bạn Nguyễn Văn Hường, rất là tuyệt vời. Chào bạn Phạm Hằng. Ok, rất là tuyệt vời. Ok chưa? Vậy là vừa rồi mình đang nói về thành công thứ 8, là thành công về môi trường. Chúng ta phải biết bảo vệ môi trường, biết bảo vệ trái đất này, thì nó sẽ làm cho chúng ta thành công hơn. Đó là mỗi ngày trong cái tâm điểm của mỗi người chúng ta một chút. Nhưng mình là sáng nào cũng vậy, sáng nay cậu vậy, sáng qua cậu cũng vậy. Mình thức dậy sớm và mình bắt con gái của mình Bambi mới có hơn 5 tuổi cũng dậy sớm giống như mình, rồi hai cho con chạy bộ vòng quanh cái công viên, rồi sau đó làm gì các bạn biết không? Hôm qua, hôm nay và mấy ngày nay làm liên tục rồi, cho cá ăn. Cái khu mình ở thì nó có một cái hồ cá rất là lớn, và cá đó rất là nhiều cá vô cùng. Nơi đó không được câu, không trai câu, cá nó sinh nhiều quá thì nó đói. Và các bạn thấy rất là tội. Thế là sáng nào hai cha con chạy tới dục xong rồi cũng gì ạ, mang cơm xuống rải cho cá ăn. Và thấy cái con cá ăn, các bạn thấy không, nó ăn. Thay vì cái cơm đó chúng ta dư, chúng ta bỏ đi, những cái đồ ăn của chúng ta có thể là dư chúng ta bỏ đi, thì chúng ta ráng cố gắng để dành đó và chúng ta cho cá nó ăn. Cái đó là một cái cách chúng ta cũng góp phần bảo vệ môi trường. Các bạn vô tư ký như vậy, nó cũng giúp cho chúng ta thành công về môi trường. Nó có rất là nhiều cái để chúng ta hiểu về cái sự thành công này, và chúng ta phấn đấu cho cái sự thành công đó. Chứ không phải là chúng ta chỉ có thành công về vật chất, và không phải là chúng ta có thành công về kinh doanh. Nó là tổng hợp của các yếu tố thành công. Vậy thì vừa rồi các bạn thấy
những gì mình chia sẻ tuyệt vời thì các bạn comment xuống và các bạn nói là điều này rất là tuyệt vời. Và các bạn chia sẻ về cái Facebook nhà bạn mình biết buổi trưa, livestream buổi trưa nó rất là khó khăn cho các bạn bởi vì các bạn không thể xem liên tục được, mình hiểu cái vấn đề này. Thì các bạn hãy chia sẻ về cái trang của nhà bạn để gì ạ? Để gì ạ các bạn ơi? Để lưu lại, để lần sau các bạn xem và nhiều người khác xem nữa. Bạn tên Đặng, ok, bạn đã chia sẻ chưa? Bạn Phan Minh, bạn đã chia sẻ chưa? Ok chưa? Bạn chia sẻ đi, mình chưa thấy các bạn chia sẻ nha. Mình mà xem trên Facebook của mình, trên máy tính mình thì mình mới thấy có mới có 30 người chia sẻ à. Ok, rất là tuyệt vời. Cái thành công thứ 9 đó là thành công về mặt thời gian. Thành công về mặt thời gian. Cuộc đời của con người của chúng ta thì gần như ai cũng có quỹ thời gian như nhau. Chúng ta đều sinh ra. Tuy nhiên, cái người nào biết bảo vệ thời gian thì thứ nhất chúng ta được sống thọ hơn. Sống thọ hơn thì nó liên quan đến cái gì các bạn không? Hồi nãy mà nói thành công về thể chất nữa đó. Thì nếu mà ai tuyệt vời thì chúng ta sẽ sống thọ hơn. Nghĩa là chúng ta đã thành công về mặt thời gian. Là trung bình người Việt của chúng ta hiện tại là cái độ tuổi mà cái gọi là độ sống trung bình của chúng ta là chưa tới 70 tuổi. Và nếu mà bạn nào đó là sống hơn 70 tuổi nghĩa là bạn đã thành công về mặt thời gian rồi. Ngoài cái việc thành công về sức khỏe thì các bạn lại sống được dài hơn, lâu hơn người khác tới đó là đi ngủ luôn rồi, đi ngủ ngàn thu luôn rồi, thì các bạn đã đến tới đó được. Các bạn phấn đấu lên 90 tuổi thì nó rất là tuyệt vời. 100 tuổi lại tuyệt vời nữa, quá thành công về mặt thời gian. Cái thứ hai là một ngày chúng ta có 24 tiếng thì chúng ta ngủ ít đi, ngủ 6 tiếng thôi, ngủ nhiều quá không có thời gian để enjoy cái cuộc sống này, không có thời gian để tạo ra nhiều cái giá trị. Sau này qua bên kia rồi ngủ, sau này mà tới lúc các bạn đi ngủ rồi bạn ngủ hoài luôn, kêu bạn không dậy luôn. Nên là bây giờ chúng ta đang còn sống này thì chúng ta ngủ ít thôi, ngủ chứ nhiều vậy để gì? Để chừa thời gian ra để chúng ta làm nhiều việc nó hữu ích hơn. Chào bạn Hồng Tuyền, chào bạn An Nhiên, các bạn rất là tuyệt vời. Đời ngắn lắm đừng ngủ dài, ok, chúng ta đừng có ngủ chứ nhiều. Nên là chúng một ngày 6 thôi, chúng ta chỉ cần có một ngày 6, cần ngủ 6 tiếng thôi, còn dậy thức dậy và đi làm, chúng ta tối ưu về thời gian và chúng ta làm những cái nó có giá trị, ok. Nên là chúng ta cần phải biết quản lý thời gian của mình, chúng ta cần phải biết quản trị cái tuổi thọ của mình và tập trung thời gian đó để làm rất là nhiều điều có ích. Và khi chúng ta làm được điều đó là nghĩa là chúng ta đã thành công về mặt thời gian, ok, rất là tuyệt vời. Em vừa nhận được sách của thầy, cảm ơn thầy. Ok, nhận hai quyển sách luôn đúng không em? Quyển mỗi ngày một chút thôi và vượt biển lớn, đúng không em? Ok chưa? Phải hai quyển, quyển sách, quyển vượt biển lớn và quyển mỗi ngày một chút thôi. Bạn nào chưa có hai cái quyển sách này thì các bạn có thể liên hệ với mình, inbox vào Facebook của mình cái số điện thoại của các bạn mọi miền đất nước, trên khắp mọi miền đất nước này, và sách sẽ được giao thẳng tay đến nhà bạn luôn, rất là tuyệt vời. Ok chưa? Thành công thứ 10 đó là thành công trong việc hợp tác với các đối tác. Thường thường á, chúng ta hay làm cá nhân và chúng ta không hợp tác được với người khác, thì chúng ta phải học cái cách để hợp tác với người khác, học cái cách để làm việc nhóm, học cái cách để kết nối với những người khác để chúng ta đạt được những cái thắng lợi chung. Và là cái mà cái thắng lợi đó nó sẽ đạt ba cái chữ win. Bình thường chúng ta hay nói là win-win, nhưng mà no, ở đây là nó tới ba chữ win lận. Win-win-win, mấy chữ win các bạn? Ba chữ win lận. Win-win-win. Win thứ nhất là đối tác chúng ta hợp tác, họ thắng. Cái win thứ hai là ta thắng. Và cái win thứ ba, khách hàng của ta cũng thắng. Bao nhiêu chữ win? Ba chữ win. Ok chưa? Vậy thì chúng ta phải biết cách, phải mỗi ngày chúng ta nỗ lực một chút xíu. Để gì à? Để gì à các bạn ơi? Trong cái sự hợp tác của chúng ta, nó cùng nhau giúp nhau thắng lợi hơn. Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ bạn bao nhiêu cái thành công, dĩ nhiên nó còn nhiều hơn nữa cái thành công nữa. Ở đây mình tổng hợp 10 cái thành công thôi. Thành công thứ nhất là thành công về mặt hợp tác.
Thành công thứ hai là thành công về mặt thời gian. Thành công thứ ba đó là thành công về môi trường. Thành công thứ tư là thành công về cái sự tạo ra sự ảnh hưởng của mình. Thành công thứ năm đó là thành công về kinh doanh. Thành công thứ sáu đó là thành công về thể chất. Thành công thứ bảy đó là thành công về yếu tố tinh thần. Thành công thứ tám là thành công về trí thức. Thành công thứ chín là thành công về cảm xúc. Và thành công thứ mười đó là thành công về vật chất. À, ok. À, ok không các bạn ơi. À, đó là vừa rồi mình nói về cho các bạn về cái chữ thành công. Ai cũng mong muốn thành công. Và chúng ta phải đặt mục tiêu, chúng ta phấn đấu từng cái thành công một. Phần lớn chúng ta cứ nghĩ hiểu cái chữ thành công ở đây đó là thành công về vật chất, nghĩa là thành công là chúng ta có nhiều tiền. Nhưng chúng ta phải cần phải có thành công về thể chất nữa. Chúng ta phải có thành công về mối quan hệ nữa. Chúng ta cần phải có thành công về gia đình nữa. Đó là cái tinh thần của chúng ta. Thành công về môi trường nữa. Thành công về tri thức nữa. Ok, các bạn thấy không? Chúng ta có rất là nhiều cái chữ thành công ở đằng sau đó. À, rất là vui. Hôm nay mình chia sẻ đến bạn về cái 10 thành công này. Và bây giờ mình sẽ tạm thời mình nghỉ trưa, bởi vì chiều nay mình cũng có công việc và tối nay mình có lớp nữa. Và các bạn hãy kết nối Facebook của mình, hãy theo dõi Facebook của mình. Mình thường xuyên mình chia sẻ. Sáng hôm nay bạn nào chưa đọc các bài viết trên Facebook của mình sáng hôm nay thì các bạn hãy nên đọc đi. Bài viết sáng hôm nay rất là hay, nhiều bạn vào đánh giá rất là hay. Mình nói bài viết là cứ làm thử đi thôi. Ok, cứ làm thử đi thôi. Và cho tới giờ này là đã hơn 13 lượt chia sẻ rồi cái bài viết sáng nay á. Và các bạn comment dưới, các bạn nói là cái bài viết sáng nay rất là hay. Ok, bạn nào mà chưa liên hệ với mình và ở xa thì các bạn có thể mua sách của mình, quyển sách Vượt Biển Lớn và quyển sách Mỗi Ngày Một Chút Thôi trên khắp mọi miền đất nước để chúng ta cùng nhau đọc. À, bạn nào ở Sài Gòn và bạn chưa tham gia cái chương trình nào của mình, cuối tuần này, tối thứ năm này, các bạn đi tham gia một cái lớp học của mình gọi là Kinh Doanh Và Khởi Nghiệp. Mình sẽ chia sẻ bạn cái bí quyết kinh doanh và khởi nghiệp. À, cái lớp hoàn toàn miễn phí, nên các bạn cứ inbox số điện thoại của mình, inbox Facebook cho mình, sẽ có người gọi cho các bạn, không có cái gì hết. Chúc bạn buổi trưa rất là ngon miệng và các bạn rất là tuyệt vời. À, bye bye các bạn, gặp các bạn lại sau nhé. Bye bye các bạn.